chỉ một tin nhắn của thầy thôi. Thầy nói là con ơi, con lên đây với dịp thầy này được không? Dịp này được không? Thì Lương Gia Huy nhận lời, và trước khi Huy nhận lời, Huy còn rủ rất là nhiều những người bạn thân, đó là những người nghệ sĩ mà có tâm đạo. Và hôm nay chúng ta thấy hiện diện ở đây 5-6 ngôi sao ca nhạc ở nơi đây. Và hôm nay là công trà hoan hỉ được đón nhận những người nghệ sĩ ở nơi đây, thì xin cho tất cả những người nghệ sĩ ở nơi đây một tràng vỗ tay. Cảm ơn. Và như thầy quảng cáo thì lát nữa thì Lê Nguy sẽ bốc lửa bài kia. Còn hôm nay đứng dưới đài Phật cao, cho phép con được hát một ca khúc về Đức Phật. Ca khúc có tựa đề là Đức Phật Từ Bi. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Từ bi bao la, mong muốn.
người